Bởi vì con thấy cũng nhiều, có nhiều của các bạn anh chị cũng hỏi câu như thế này. Thì con đã tóm tắt lại là thưa chú, nhà con có người mà ngày trước là có vấn đề về não bộ. Giờ thì có những lúc họ suy nghĩ không được bình thường, có những lúc thì ổn nhưng có những lúc không ổn. Tuy đã học đến hết lớp 3, có nghĩa là cái người bệnh đó đó đã học đến hết lớp 3 nhưng chưa cải thiện được cho bản thân. Con rất muốn giúp nhưng người đó bởi vì có trở ngại về não bộ nên nhiều khi suy nghĩ không được bình thường và họ từ chối, họ không muốn nhận năng lượng của con truyền. Thế vậy thì bây giờ con phải làm thế nào để hỗ trợ được họ ạ? Thì bây giờ trong cuộc sống của chúng ta ai cũng có cái quyền riêng tư và ai cũng có quyền chọn cho mình một cái hướng đi như thế nào để đem về cho mình một cái sự lợi lạc về kinh tế, đem về cho mình một cái kiến thức để mà mình có thể sống hạnh phúc ở trong cái cuộc sống này. Mình hiểu ra những cái định hướng mà mình cần phải cải thiện và cái định hướng như thế nào để mang về cho mình cái giá trị lợi lạc lớn nhất, thì cái điều đó là quyền cá nhân của mỗi người mà chúng ta không chi phối được. Nhưng nếu người ta muốn có một cái đời sống cải thiện về vấn đề kinh tế và người ta muốn học hỏi thì chúng ta giúp. Còn nếu chúng và có người nào muốn cải thiện về vấn đề sức khỏe nữa thì chúng ta cũng giúp được. Thì đây là năng lực gốc, chúng ta không ép buộc ai mà cũng không có thể áp đặt lên một cái quy chế nào để người đó phải tuân thủ. Vì chúng ta năng lực gốc chỉ có một cái khuynh hướng duy nhất là tình thương yêu, phẩm chất đạo đức. Mà những người muốn đến với NLG là những người phải tự mình thay đổi, tự mình tìm đến cái tần số cộng 1 triệu 1 nằm ở trong khái niệm của đạo đức và tình thương. Thì khi cái người học viên đó hiểu được cái giá trị đó và cái người đó đến với NLG thì cái giá trị của phần năng lượng trí tuệ, phần năng lượng của sức khỏe mới đến với người đó. Chứ không thể nói là tôi muốn đến với năng lượng gốc mà với cái trạng thái u buồn, chán nản, tiêu cực và không có một cái trạng thái tích cực để cho mình học hỏi về tiến thân thì chắc chắn không hiệu quả gì hết. Chú có nhiều lần cũng đã nói rồi, những anh chị em đạt được hiệu quả khi đón nhận cái phần năng lượng chú hỗ trợ chữa lành thì phải hiểu rõ hai chữ đạo đức và năm yếu tố tình thương, cũng như hiểu rõ về tần số cộng 1 triệu 1, và mình phải luôn luôn lúc nào cũng phải cải thiện mỗi ngày một tí để cho nó cái sự kết nối với năng lượng nó chặt chẽ hơn, nó hiệu quả hơn. Đó là cái người học viên phải ý thức và phải hiểu, phải biết thì mới tạo ra được cái lực hấp dẫn đó và mới kết nối được cái lực hấp dẫn đó để cho những tế bào tiếp thu năng lượng, để những tế bào hoạt động giúp cho cơ thể khỏe mạnh và giúp cho não bộ của mọi người đó được phát triển trong cái lĩnh vực trí tuệ cao hơn. Đó là cái điều mà những người học viên, những người đến tiếp thu năng lượng phải hiểu rõ những cái quy trình đó và phải tuân thủ những quy trình đó để mang về cho mình cái lợi lạc mỗi ngày mỗi tốt hơn, mỗi ngày mỗi lớn hơn. Con xin phiên dịch phần đó nha. Okay, so the first question that I have here that a few people I feel like have asked this question, so I just sum it up. And it said that I have someone in my family who had a brain issue affecting the way that they think about things. And even though that they're in level 3 already, but they still can't heal themselves properly, I really want to help, but because they're not thinking straight from having the brain issue, so they refuse my offer. In this case, how can I help them? Mr. Lee said that in our life, we all have our own choices and privacy and decision on where we want to lead our life and how to bring about different aspects of benefits for ourselves financially and even in terms of wisdom, knowledge in our life. And when you understand where you want to go with your life, where you want to lead your life, then that is not something that other people should go in and try to distract them from that. We shouldn't disrupt them from choosing or making their own decision. But then if those people want to truly improve themselves, try to optimize their opportunity, then that is something that we can step in and help them. At NLG, we don't force anyone. We don't ask anyone to have to do something unwillingly. NLG, a working principle, as we all know, are the 5 forms of love and moral. And so when someone comes to NLG,
they need to change themselves. They need to regulate themselves according to the plus one, minus one frequency that operates upon love and moral. And only then that the energy source will come to that person for them to utilize and optimize what has been given to them. Whereas if someone comes in with a mindset that is not positive, that doesn't want to be help, then of course the effect can be very limited. And it's the same with people who just come in to receive energy daily from Mr. Lee. You also need to understand the plus one, minus one frequency, the concepts about love and morals that energy operates on. And you need to upgrade these elements day after day. It's not just having it, but to upgrade it, maintain it as well, so that you can attract the energy source that is capable to help your cells in your body to be healthy and to also stimulate and upgrade your brain capacity. So for those people who practice NLG, or to just, you know, solely come in to receive daily energy from Mr. Lee, they all need to understand this aspect in order to enjoy the benefits.